Xin chào mọi người, tôi Phạm Việt Anh. Đấy anh em ạ, thì ngày hôm nay anh em biết về anh quay clip gì không anh em? Đấy thì ngày hôm nay hôm trước là quay em Linh, mọi người nhớ không nào? Thì ngày hôm nay Việt Anh sẽ hẹn em Linh anh em nhé. Thì thực sự là mình quay em Linh nhưng mà về kiểu nói chuyện có tình cảm anh em ạ. Thì ngày hôm nay hẹn để mình sẽ đưa những cái quả chốt vào, chốt kèo vào xem có tán được Linh không anh em nhé. Thì bây giờ mình sẽ vào quán cà phê để đợi Linh trước anh em nhé. Ok. Đi bộ à? Ok. Đi vào đây ngồi. Em ngồi đi. Sao thế hôm nay anh định bảo cái gì? Bảo cái gì á? Vừa đi làm về à? Vâng, em vừa đi làm về. Hôm nay em mưa nhưng mà cũng vắng khách về sớm. Cái này tầng 2 không ai ngồi nhỉ? Hôm nay bao cả quán rồi đúng không? Anh quen nhau mấy hôm rồi nhỉ? Anh nay hẹn em ra đây anh định nói cái này. Thế thì anh với em nói chuyện được mấy hôm rồi thì anh kiểu như anh có kiểu như là anh thích em ấy. Thật ra thì là mấy hôm nói chuyện với nhau cũng ngắn thôi nhưng mà thế là mình rất là hợp nhau. Nên là cũng muốn là nếu như mà mình có cơ hội thì là có thể tiến xa hơn. Còn về chuyện tình cảm thì mình nói chung là không thể ngày một ngày hai mà nói trước được. Nên là em muốn làm cái gì đấy là mình cần thời gian ấy. Mà nếu anh chỉ sợ một điều là ví dụ như anh mà không nhanh tay thì thằng khác nó lại hút mất em. ai dám hút em đây? em xinh thì có nhiều người theo đuổi lắm. Nói chung là không phải một mình bản thân em thế, anh thế thôi. Anh đẹp trai như này chắc chắn sẽ nhiều cô gái theo đuổi còn gì nữa. Thì anh vẫn luôn luôn tìm cho mình một người con gái đẹp nhất nhưng mà từ trước giờ anh vẫn chưa tìm được ai. Nhưng mà em trong tình yêu thì ví dụ như là để mà một người đàn ông của em ấy thì phải như nào, hoặc là khi yêu nhau thì quan điểm của em nó phải như nào? Đàn ông của em hả? Là em muốn một cái cuộc tình như nào ấy? Mà mua đàn ông gì đấy? Nói chung là người yêu của em ấy thì cái thứ nhất là cái tình cảm phải thật lòng với nhau trước đã. Đấy. Còn cái thứ hai là như là về cái vấn đề lâu dài ấy. Thì mình tất nhiên yêu nhau thì mình có thể lo được cho nhau này. Đấy. Chân thành, không lừa dối. Nhưng mà sau cái buổi gặp hôm nay mình yêu nhau luôn không được? Anh, mình lừa em, làm sao? Là mình mới quen nhau có mấy ngày như này. Nói chuyện yêu đương thì sớm. Em muốn là... Hay à,
Hay là anh có một thỏa thuận như này em có đồng ý không nhá? Anh đây là chỉ là thỏa thuận theo ví dụ như cách nghĩ của anh thôi. Thì sau anh tiếp xúc nhiều người thì bây giờ anh thỏa thuận một lần nhá. Bây giờ anh mang có 40 triệu thôi. Bây giờ như này thì ví dụ như anh em yêu nhau thì một tháng anh sẽ chu cấp lo cho em 40 triệu. Gặp được nhau cũng là một cái duyên với nhau, nói chuyện với nhau được mấy ngày thôi thì em cũng rất là cảm thấy quý anh như thế. Nhưng mà mình không nên mang đồng tiền ra như này anh ạ. Em thì cũng có cái suy nghĩ là nếu như mà mình hợp nhau thì đến với nhau lâu về dài đấy và tiến xa hơn. Nhưng mà anh làm cách này thì em nghĩ là chúng ta không hợp nhau anh ạ. Không thì cho anh cơ hội đi. Nếu như mà ngay từ ban đầu ấy, anh nói như thế này với em thì chúng ta có thể còn tiến xa hơn với nhau. Chứ còn bây giờ anh bỏ tiền ra như thế này, anh không tôn trọng em rồi. Và như thế là bất đồng quan điểm rồi. Anh đừng có làm như thế là không được đâu. Thôi anh ngồi nhá. Đấy anh em ạ, thì đây chỉ là như kiểu là một phép thử của anh em nhá. Đấy thì anh em nên nhớ một điều là đôi khi là chúng ta có tiền này, có tất cả mọi thứ nhưng mà không thể có được người phụ nữ mình yêu anh em ạ. Đấy vì anh làm đây là một phép thử anh em ạ. Đấy thì nhưng mà vì anh rất là tiếc là nếu video mà ngày hôm nay mà Linh nhận tiền là cũng một video hay, video phốt anh em, nhưng mà thực ra là Linh là một cô gái tốt nên là Linh đã từ chối về anh, vì là về anh dùng tiền này mà. Thì Linh đã từ chối về anh em nhá. Đấy thì các bạn bây giờ sống nghĩ đừng nghĩ tiêu cực quá. Nhiều khi là được anh thấy những comment trên kênh của về anh là tiêu cực quá. Thì các bạn không nên là mất niềm tin vào người con gái nhá mọi người nhá. Còn rất nhiều người con gái tốt các bạn ạ. Đấy thì đây là một phép thử của về anh thôi. Đó mọi người nhá. Thì hy vọng anh em sẽ xem clip và nếu anh em yêu quý về anh thì hãy like này, đăng ký kênh để xem những video tiếp theo anh em nhé. Ok, bye bye anh em.